Nhằm đánh dấu thành quả mới trong hoạt động truyền thông quảng bá du lịch bằng các sản phẩm âm nhạc, ngày 25 tháng 3, MV quảng bá du lịch Tuyệt vời Đà Nẵng, sản phẩm kết hợp giữa Đà Nẵng Fantastic City và ca sĩ nhạc sĩ Olicy đã chính thức ra mắt công chúng trên các nền tảng. Video ca nhạc cùng lời bài hát Tuyệt vời Đà Nẵng được ca nhạc sĩ Olicy sáng tác riêng cho thành phố quê hương. Với lời ca tươi trẻ, chất nhạc sôi động qua lời kể của người con Đà Nẵng, video ca nhạc đã khắc họa được một thành phố hiện đại, bình yên, gần gũi, thân thương, thể hiện qua các hình ảnh du lịch đặc sắc tại Đà Nẵng như sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills. Những món ăn đặc sản như bún nắm, nem lụi, mì quảng, hải sản, lồng ghép với tiếng địa phương đặc trưng chỉ có ở miền Trung dành cho du khách bốn phương. Hiện nay, mặc dù xu hướng truyền thông bằng âm nhạc đã không còn xa lạ đối với công chúng, nhưng đây là một trong những phương thức hiệu quả đối với ngành du lịch khi các video ca nhạc có khả năng dẫn dắt, thu hút và khơi gợi nhu cầu du lịch. Thông qua những thước phim trong video ca nhạc Tuyệt vời Đà Nẵng, ngành du lịch thành phố mong muốn gọi mời du khách hãy đến và cảm nhận hết được vẻ đẹp vốn có của nơi đây. Nhằm giúp học sinh thêm yêu lịch sử nước nhà qua việc ứng dụng kiến thức công nghệ của môn học vào thực tế. Vừa qua, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở FPT Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Khoa học Công nghệ năm 2023, thu hút hơn 2.000 học sinh và phụ huynh tham gia. Chương trình Ngày hội Khoa học Công nghệ Tech Day 2023 bao gồm 4 phần: trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ, chung kết cuộc thi STEM Petition, chung kết cuộc thi Robotics và đấu giá từ thiện. Nổi bật là sân thi đấu robot mô phỏng lại 3 chiến dịch lớn là chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Mỗi trận đấu có 2 đội thi cùng phối hợp tác chiến để tiêu diệt các cứ điểm và tiến về Dinh Độc Lập. Bên cạnh đó, hàng chục khu vực trải nghiệm khoa học công nghệ gắn liền với các chiến dịch quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ở mỗi chiến dịch cụ thể, học sinh được tham gia thực hành trực tiếp các hoạt động như lập trình điều khiển robot, di chuyển mô phỏng quân đội hành quân tại nút thắt Tây Nguyên, trải nghiệm điều khiển máy bay, bắn phá các mục tiêu địch bằng kính thực tế ảo và ứng dụng tại chiến dịch Trị Thiên Huế, thiết kế thuyền buồm có đèn chiếu sáng để vận chuyển vật liệu, vũ khí chiến đấu tại lá chắn thép Phan Rang, chế tạo vũ khí máy bắn đá và tên lửa cồn. Ngày 25 tháng 3 tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức triển lãm Nghệ thuật Sen Việt 2023 Vẻ đẹp thuần khiết. Triển lãm trưng bày 75 bức tranh sen của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức với thông điệp nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen. Loài hoa là biểu tượng của tâm hồn, cốt cách của dân tộc Việt Nam. Triển lãm Nghệ thuật Sen Việt 2023 Vẻ đẹp thuần khiết giới thiệu 75 tác phẩm về sen là minh chứng cho tinh thần và ý chí kiên cường của người nữ họa sĩ. Mỗi tác phẩm là một tình cảm đặc biệt mà tác giả muốn gửi gắm. Không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, các tác phẩm là đam mê và khát khao của người họa sĩ chân chính. Triển lãm nhằm tôn vinh hoạt động sáng tạo nghệ thuật và thực hành gắn kết với vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen, một biểu tượng có giá trị tinh thần vô giá. Đồng thời, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức hy vọng có thêm nhiều nghiên cứu về sen, cổ vũ các họa sĩ trên thế giới tiếp tục vẽ những bức tranh sen, giúp con người hướng thiện và lan tỏa tình yêu với thiên nhiên, môi trường. Tại tuần lễ triển lãm cũng diễn ra một số hoạt động như viết lên cảm xúc yêu sen, tọa đàm, tuổi trẻ Việt Nam với tình yêu hoa sen, đất nước. Triển lãm Nghệ thuật Sen Việt 2023 Vẻ đẹp thuần khiết sẽ được diễn ra từ ngày 26 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.